Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại series hướng dẫn phần mềm Suction Painter của Cường. Hôm nay chúng ta lại triển khai tiếp và cái phần kiến thức mà anh muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay nó có cái tên gọi là Smart Mask, tức là mặt nạ thông minh. Dịch đúng cái nghĩa đen của nó là như thế. Thế thì bữa giờ á, khi mà chúng ta làm về chất liệu hoặc là thậm chí là những cái lớp hư hại như là dơ hay là chảy xước gì đó thì chủ yếu là chúng ta làm thủ công, có phải không? Làm thủ công. Thế thì bắt đầu từ cái số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dần tiếp cận những cái yếu tố tự động, dần tiếp cận những cái anh gọi nó là cái tài nguyên, hay là anh gọi nó là cái lợi thế của các phần mềm Suction Painter họ cung cấp cho chúng ta để chúng ta làm, đặc biệt là đối với lại cái hướng hack surface, đặc biệt là theo cái hướng đó. Thế thì mở đầu ngày hôm nay là chúng ta sẽ làm quen Smart Mask. Nó nằm ở trong cái cửa sổ Access. Ở cái buổi đầu tiên khi mà giới thiệu về phần mềm thì anh đã nói qua rồi đúng không? Chúng ta kéo rộng ra này, kéo rộng ra. Thế ở trong cái cửa sổ Access này nó có những cái tab, nó có những cái tab nhỏ. Cái tab đầu tiên là Material, là chất liệu, đúng không? Và bữa nữa chúng ta cũng sẽ nói về chất liệu, kể cả cái chất liệu thông minh này nữa, chất liệu thông minh. Như hôm nay chúng ta muốn đề cập đó là cái tab số 3 này có tên gọi là Smart Mask. Thế thì các em, các bạn nhìn vào đây các bạn có đoán là nó có thể mang lại cho chúng ta cái gì không? Nhìn vào những cái icon và cái hiển thị này chẳng hạn. Đó, ví dụ này. Hay là chúng ta nhìn vào cái tên gọi của nó. Nó tên là Dirt Brown, Dirt Brown. Ở đây là những cái phần cái lớp dơ mà nó hắt từ dưới sàn, hắt từ dưới cái mặt đất lên. Và thông qua cái hiển thị này có vẻ như nó cũng cung cấp cho chúng ta những cái lớp dơ ở trong khe, trong kẽ nữa, đúng không? Đấy. Hay là những cái này, những cái icon kiểu như thế này. Đấy, Edstrong, Edstrong ở đây nó nói về những cái vết xước khá là mạnh ở phần góc cạnh, đúng không? Mà chúng ta nhìn cái phần hiển thị này chúng ta cũng phần nào đoán ra rồi. Đấy, hay là cái này, có thể hôm nay chúng ta sẽ áp dụng cái đây để làm cái lớp mòn ở trên cái phần thân xe này chẳng hạn, hoặc là mòn ở trên cái phần lốp xe chẳng hạn, đúng không? Cái xe này khi mà nó vận hành theo năm tháng thì kiểu gì mà nó không sinh ra những cái lớp mòn ở phần góc cạnh, nó lan ra, ok ha. Rồi ví dụ như là cái đây, có cái tên gọi là Moss From Top. Cái này thì theo như anh Cường hiểu thì nó giúp chúng ta có thể làm những cái lớp rong rêu ở phía trên, rong rêu. Đấy, có nhiều cái thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận. Tất nhiên là chúng ta sẽ không đi hết đâu, anh có thể lấy ra một vài những cái lớp đặc trưng hay sử dụng, và nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn cũng phải vọc vạch nó chút xíu, thấy không? Tìm hiểu nó để sau này khi mà mình ứng dụng trong dự án thì mình cũng có thể ứng dụng nó đa dạng, nó mở rộng. Rồi vào việc. Thế bây giờ đối với cái câu chuyện của chúng ta, tức là khi mà cái xe này nó vận hành thì nó sẽ sinh ra cái gì? Nó bữa trước thì chúng ta làm về chảy xước ở phần góc cạnh này rồi, đúng không? Chủ yếu chúng ta sẽ tập trung vào cái phần thân xe này nhé. Khi các bạn làm thì anh nghĩ là các bạn có thể áp dụng tương tự cái phần công cụ đó, cái phần kiến thức đó, và sẽ làm cho nó đầy đủ tất cả các bộ phận luôn. Còn ở đây thì chủ yếu là anh chia sẻ về công cụ, về phương pháp, thấy không? Và đôi khi nữa là về tư duy, và nhiệm vụ của các bạn là sẽ ứng dụng nó, ok ha, ứng dụng nó. Rồi đây này, buổi trước chúng ta làm chảy xước này, chảy xước ở phần góc cạnh của cái phần thân xe này. Đấy. Hay là chúng ta làm cái lớp dơ ám ố lâu ngày ở trong khe trong kẽ nó hắt ra, hiểu không? Hay là cái lớp mòn ở phần phía trên này, khi mà nó tiếp xúc với lại những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì nó sẽ mòn hơn, sáng hơn. Đấy. Thì bây giờ này chúng ta sẽ làm, chúng ta chưa có đề cập tới cái lớp mòn thường ha, thường ví dụ như là cái xe này nó vận hành ở những cái khu vực ở phía bên ngoài này các bạn này, hay là ngay cả ở phía bên trên này nữa, tức là nó cũng khá là dễ tiếp cận, va chạm với người sử dụng, hoặc là va chạm với lại môi trường xung quanh, có thể là cây cối chẳng hạn, và nó sẽ dễ bị mòn, dễ bị hư hại hơn những cái phần ở phía bên trong. Đấy, chúng ta sẽ làm cái lớp mòn đó. Thế thì ở trong cái Smart Mask này nó có cái nào không, các bạn xem những cái hiển thị này coi. Cái này có được không, này được không, Uber này, hay là cái này hồi nãy chúng ta có đề cập tới này. Anh thấy cái này có vẻ hợp lý, chúng ta lôi nó ra. Và nếu như chúng ta muốn làm cái mòn này chỉ là cái mòn cho cái phần thân xe, cái phần thân xe này là cái lớp sơn, mình ở trong cái group sơn phải không? Đấy, sổ cái này ra, mòn của cái lớp sơn này thì mình chỉ tập trung vào cái lớp sơn này thôi, hay là còn có cái lớp sơn nào khác nữa hay là không, còn mỗi cái lớp sơn đó thôi.
mình cũng có những cái sơn, nhưng mà cái sơn màu trắng này có thể mình sẽ làm riêng, hoặc là tạm thời em sẽ kéo nó ở trên cũng được. Tức là bây giờ anh sẽ kéo nó nha, kéo thẳng cái smart mask này, anh sẽ để nó ở đâu đâu phía trên của một cái lớp sơn, tức là nó sẽ áp dụng lên hết tất cả các lớp sơn luôn đó. Anh kéo lên phía trên. Đấy. Các em có thể kéo nó lên phía trên, kéo nó riêng, kéo nó độc lập, hoặc là kéo nó đè vào một cái fill laser nào đó. Hiểu không? Ví dụ nhá, như vừa rồi là anh kéo nó riêng ra này, mặc dù là smart mask, mặc dù nó là mặt nạ, nhưng mà kéo nó riêng ra thì nó cũng sẽ tạo cho chúng ta một cái giống như là một cái fill laser vậy nè. Nó nè, nè màu trắng này. Hiểu không? Giờ anh tạm thời xóa đi nhé, tạm thời xóa đi. Giả dụ như là anh sẽ tạo ra một cái fill laser riêng. Đấy. Anh đặt cái tên gọi cái lớp màu này, anh đặt là wear chẳng hạn. Mình đã để anh tắt cái unique key này đi. Tắt đi. Rồi, anh đặt là wear. Thế thì anh có thể kéo cái smart mask này, cái mặt nạ thông minh này vào cái laser wear này được không? Được luôn. Đấy, cũng được luôn. Đấy, và nó cũng đang sinh cho chúng ta cái lớp màu này trên đây. Lớp màu này đúng với cái hiển thị chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Đấy. Thế thì bây giờ mình muốn tập trung, mình muốn focus, mình muốn nhìn cái lớp mòn này nó dễ. Các bạn có thể giữ Adalet, các bạn click vào cái mask. Đấy. Chỉ cần quan tâm đến phần thân xe thôi. Ở những cái bộ phận khác, chất liệu khác các em sẽ không nhìn thấy được nó đâu. Tại vì nó đang bị giới hạn bởi cái mask của cái group này rồi. Đấy. Còn ở đây khi mà chúng ta quan sát hiển thị cái mask thì nhiệm vụ của nó là nó sẽ hiển thị hết là chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà khi mà các em tinh chỉnh thì các em chỉ cần tập trung vào cái lớp mòn lên trên cái phần thân xe này không. Đấy. Thì như hiện tại các em thấy nó là sao ta? Có vẻ như là nó hơi kiểu lỗ lỗ, loang lỗ. Chúng ta muốn nó bớt bớt những cái phần loang lỗ này đi, hoặc chúng ta muốn nó blur hơn, nó mòn hơn chẳng hạn đi. Thấy không? À, tại vì khi á, các bạn hình dung, các bạn tưởng tượng thử, nếu như mà ở trên cái dự án của mình, nếu các em làm về robot hay là các em làm về vũ khí hay là về xe cộ như thế này đi, thì các em phải thực sự hiểu là à, cái lớp mòn nó hình thành ở trên những cái robot hay là vũ khí đó như thế nào nha. Và đối với cái xe này, theo như anh ha, nó là một cái xe dân dụng bình thường thôi, và khi mà người ta tiếp xúc vào nó, người ta tiếp xúc cũng nhẹ nhàng thôi, và nó mòn là tại vì nó mòn nó hình thành theo năm tháng, cho nên anh cũng không muốn nó loang lổ mạnh như thế này đâu, cho nên anh sẽ giảm bớt nó đi. Hiểu không? Thế thì muốn giảm bớt nó đi á, các em cũng phải hiểu cơ bản như thế này nè. Cái lớp mòn này là từ đâu ra? Những cái lớp mòn hay lớp xước hay lớp dơ này từ đâu mà ra? Nó là từ những cái map đầu vào á, từ những cái map đầu vào, ví dụ như là ambient occlusion này hay là curvature này. Đó, từ những cái map đó. Và khi mà cái phần mềm substance center này, nó sẽ mượn những cái yếu tố đầu vào đó, nó xử lý. À, và để có những cái hoa văn này ở trên đó, thì thông thường là người ta sẽ nè, người ta sẽ hòa trộn những cái tấm texture ở trên đó, những cái tấm brush, những cái tấm pattern ở trên đó, để cho nó có hoa văn, nó có thông tin như thế này. À, chứ còn nếu mà chỉ lựa chọn dựa vào những cái hiển thị mặc định của những cái đầu vào, ví dụ như là ambient occlusion hoặc là curvature, thì các em sẽ thấy là nó khá là blur, được không? Nó khá là đều, nó khá là hoàn hảo, nhưng mà nó thiếu cái sự tự nhiên. Đấy, cho nên để cho nó có tự nhiên ấy, thì cái phần mềm substance painter này nó mới hòa trộn những cái tấm texture ở trên đó. Đấy. Thế bây giờ nếu như em không muốn nó có những cái thông tin này, hoặc là em muốn nó ít thôi thì sao? Thì em sẽ đi tìm nó và giảm bớt đi. Thấy không? Cái này nó nằm ở trong cái phần properties, em đi tìm. Đây này, như anh Cường nói, có khi thì nó ghi là texture ha, có khi thì nó ghi là texture, có khi thì nó ghi là cái tấm brush, à, cũng có khi là nó ghi là pattern. À, chúng ta sẽ giảm bớt nó đi thử coi. Em xem nha. Đấy, em thấy không? Nó sẽ bớt đi. Đấy, rồi này. Đó, bớt hẳn đi luôn. Bớt như vậy thì nhiều quá nhỉ? Chúng ta sẽ để nó vừa vừa thôi. Đó, giả dụ như là em muốn nó blur hơn ha, em muốn nó mờ hơn thì em có thể giảm cái contrast này đi. Giảm bớt contrast này đi. Đã, thử như vậy xem sao nhé, thử như vậy cái. Bây giờ các em bấm phím M, tức là View Material á. Rồi, nếu như đây á là cái lớp mòn của cái lớp sơn này này, cái lớp sơn màu cam này, thì theo như các bạn, nếu như cái lớp sơn màu cam này mà nó mòn thì nó sẽ hiển thị màu gì? Có phải thường nó sẽ là cái lớp màu cam nhưng mà nó sáng hơn không? Đấy, thì bây giờ chúng ta tinh chỉnh màu đó. Hoặc là em cũng có thể sử dụng cái chế độ hòa trộn cũng được nha. Anh thường sẽ sử dụng chế độ hòa trộn. Và nếu mà không có muốn nó tươi quá, rực quá, thì anh có thể sử dụng soft light và anh đẩy cái màu này lên một tí, đẩy lên sáng sáng lên một tí, và có thể pha một chút
pha một chút cái màu cam cam vàng vàng nào đó. Đó, vừa phải thôi, phải tiết chế thì em nhé. Đây rồi, tạm thời như thế này. Để các em xem, để các em để ý những cái viền này này. Thấy không? Để ý những cái phía bên ngoài này này. Các bạn có thể kết hợp với lại xoay ánh sáng. Này, bật tắt này. Bật này, tắt này. Đó, có phải là nó sẽ đa dạng hơn không? Còn cái mức độ hư hại của nó như thế nào đó, mạnh hay yếu, nó còn phụ thuộc vào cái dự án của mình, phụ thuộc vào cái khả năng tinh chỉnh, cái sự điều phối của các bạn, cho nó hài hòa, cho nó phù hợp, cho nó giao lại với nhau để tạo thành một cái tổng thể tốt. Ok ha. Rồi, ok. Đó là đối với màu sắc thôi. Những cái kênh này nếu chúng ta không xài, chúng ta tắt lại đi. Đấy, không xài tắt lại đi. Còn cái này nữa này, liên quan tới độ bóng, độ nhám. Cái này nó là phi kim cho nên anh có thể vẫn giữ là metallic và anh để cái giá trị của nó là không, hoặc là thực ra trong trường hợp này các em có thể tắt cái metal này đi cũng được, tắt ra đi cũng được. Ok ha, tắt đi cũng được khỏi phần lấy thông tin đó, tức là nó sẽ lấy cái thông tin của những cái ở bên dưới cái chất liệu bên dưới là metallic thì cái thằng này nó sẽ là metallic, chất liệu bên dưới là phi kim, phải không? Thì ở bên thì cái thằng này nó sẽ là phi kim. À, tại vì nó không có thông tin, nó sẽ nhận cái thông tin ở phía bên dưới của cái laser bên dưới ấy. Rồi giờ cái mà chúng ta cần quan tâm đó là cái độ bóng, độ nhám, tức là roughness. Thế thì theo các bạn, nếu mà cái lớp sơn này này ở những cái chỗ nó mòn á thì nó sẽ bóng hơn hay là nó nhám hơn, đúng không? Chúng ta cũng cần phải tạo ra cái sự khác biệt với cái lớp sơn này, nhưng mà khác biệt ở đây là nó sẽ bóng hơn hay là nó nhám hơn so với lại cái lớp sơn. Cái này sẽ còn tùy thuộc vào dự án. Ví dụ như ở đây nha, nếu em làm một cái kiếm hoặc là một cái tay cầm của cái khẩu súng chẳng hạn đi, thì nó có mòn không? Khi mà em sử dụng nó thì nó có mòn chứ. Và những cái mòn này thì thường nó sẽ mang lại cái cảm giác là gì? Càng ngày khi mà em sử dụng nhiều nó sẽ bóng hơn. Em cọ sát, em va chạm miết mà cái tay của em nó cũng mềm nữa, cho nên thường là nó sẽ bóng hơn. Còn đối với lại cái lớp mòn này thì sao? Cũng có thể nó sẽ nhám hơn, là tại vì cái lớp mòn này, cái bề mặt của nó mất cái lớp áo bên ngoài. Là cái lớp áo bên ngoài người ta bình thường người ta làm nó như nào, cái bên trong này nó mất cái lớp mạ, mất cái lớp áo bên ngoài, và có thể nó sẽ bị vương vấn vào đây những cái phần như là bụi bẩn chẳng hạn đi, và những cái yếu tố đó nó thường sẽ làm cho cái lớp này nó bị nhám hơn. Nhưng tuy nhiên cái kinh nghiệm của anh này, nó cũng sẽ có những cái trường hợp nó bóng hơn. Còn nếu như cái dự án của chúng ta là tức là nó không có quá đặc biệt, người ta cũng không quá gọi là soi mói vào đó, không quá bắt bẻ mình, thì theo như anh, các em chỉ cần làm cho nó khác biệt đôi chút so với cái lớp bay này là ok. Người ta cũng không quá khe là ok nó bóng hơn hay nó nhám hơn đâu, nhưng mà chúng ta cần phải tạo ra cái sự đa dạng, cần phải tạo ra cái sự thú vị. Đặc biệt là khi mà chúng ta xoay những cái ánh sáng, xoay như thế này chẳng hạn đi, nếu mà nó cứ đều đều nhìn nó rất là chán, rất là đơn điệu, và nó bị thiếu cái dấu ấn thời gian. Cho nên chúng ta, cái tip của anh Cường, cái kinh nghiệm của anh Cường đó là chúng ta sẽ làm cho nó chỉ cần khác so với lại cái lớp base này là ok. Thế thì muốn khác không? Sổ mà xe rồi nè, chọn roughness đi, quan sát cái roughness này. Hiện tại là nó đang y như là cái lớp sơn, phải không? Thì em có thể cho nó nhám lên tí. Đó, nguyên tắc là nó càng sáng, càng trắng thì nó sẽ càng nhám. Đó, thấy không? Anh nghĩ là nên cho nó nhám hơn một tẹo. Rồi bấm em mở. Đấy, chỗ đơn không? Cần xem kỹ hơn thì các em có thể bấm phím tab để zoom bự cái màn hình này ra, xoay cái ánh sáng, xoay cái môi trường, và chúng ta đã có được một cái lớp mòn nó bám vào phía bên ngoài này rồi. Đấy, ok ha. Rồi, chắc cũng làm cho nó hơi cũ như vậy ha, hay là giảm bớt đi, không cần phải cho nó sáng quá, thì em có thể tinh chỉnh cái màu này này, hoặc em có thể giảm cái opacity này đi, giảm bớt đi opacity của cái màu nhé, của color nhé, giảm bớt đi. Đấy, giảm là kéo hoặc là nhập số vào đây, được không? Anh vô tình kéo cái con số là 68, số đấy cũng được, số đấy cũng may mắn, đúng không? Rồi, ok, chốt lưu file lại cái bữa trước mình lưu v03, bây giờ mình sẽ save as, mình sẽ lưu v04. Đấy, tiếp theo lại khai thác cái smart mask này để xem có cái mặt nạ thông minh nào ngon bổ rẻ không. Đấy, anh đang có cái hào hứng với lại một trong hai cái này lúc này nè. Một đây nè, round dirt này, dirt round này, ở dưới này là round dirt. Thật ra nó cũng sẽ na ná nhau, nhưng ở trong trường hợp này nè, nếu như mà anh làm về
dạng robot mà chiến đấu ở trong những cái môi trường nó cũng hơi kiểu khốc liệt một chút xíu, nó mạnh mạnh một chút xíu á, thì anh sẽ sử dụng cái này. Còn nếu không á, những cái xe dân dụng như thế này thì anh có thể sử dụng cái Dirt Brown, thấy không? Nhưng mà anh cũng muốn sử dụng cái Dirt Brown trong trường hợp này là tại vì nó sẽ sinh ra một cái vấn đề nhỏ nhỏ và anh cũng muốn chia sẻ để các bạn tinh chỉnh nó. Bây giờ chúng ta sờ lấy nó ra. Nhưng mà cái Dirt Brown này này, nó phủ lên chất liệu nào ta? Phủ lên cái bộ phận nào? Hay là phủ lên hết luôn? Nếu mà cái xe này nó chạy dơ ở dưới mặt đất này, nó hắt lên thì nó đâu có cái nhiệm vụ là né những cái bộ phận nào đâu, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ kéo nó, không phải là kéo vào group, mà kéo lên trên. Ví dụ như anh cứ kéo vào đây đó, ví dụ vậy. Thì các em sẽ thấy là nó sinh ra một cái lớp dơ, nó không chỉ có ở bên dưới đâu, nó còn có ở trong khe, trong kẽ rồi các thứ nữa, đúng không? Cái dơ này anh thấy nó cũng nhẹ nhàng, cái dơ này nó kiểu như là nó có cái yếu tố giống như kiểu là cát sen á, cát, hoặc là nó sẽ nằm ở trong một cái môi trường kiểu nó hơi khô, giống như là nếu mà các bạn làm về cái phong cách cao mùa miền Viễn Tây gì hết, ở những cái khu vực mà nó nóng á, khô hạn, thì nó kiểu nó có cái tinh thần đó. Nếu mà các bạn hay xem phim hay là chơi game gì đó kiểu đó thì chắc các em sẽ hình dung, nghe hiểu rõ cái ý của anh Cường hơn. Nói chung quy lại là mình làm cái dự án nào thì mình cố gắng hiểu cái dự án đó. Vấn đề ở cái laser này là cái gì? Cái này anh sẽ đọc đúng cái tên gọi của nó là ground dirt, hoặc là mình đặt là dirt. Dirt gì? Dirt ground. Tức là ban đầu nếu mà chúng ta tìm cái dơ, những cái nào là dơ chúng ta tìm đó. Rồi còn cái dơ này chúng ta phân loại là dơ đến từ cái mặt đất nó hắt lên. Vấn đề là chúng ta đặt là dirt ground nhưng mà nó phủ cả ở trên nữa mà, trong khe trong kẽ ở trên nữa mà, chúng ta chỉ muốn lấy cái dơ ở dưới mặt đất này thôi. Thế thì chúng ta sẽ vô cái ông nào mà tạo ra cái dơ đó cái đã. Rồi vô cái phần properties, cái phần thuộc tính, và chúng ta sẽ căn chỉnh ông ấy. Căn chỉnh không? Bây giờ anh không muốn ở trên thì anh giảm ở trên đi tìm có cái nào nó là ở trên không. Tìm rồi. Cái nhóm ở trên này thì các em biết rồi ha, level đó là giới hạn cái vùng ảnh hưởng của nó, thường nó sẽ tính từ trong khe trong kẽ, lan rộng ra hay là bó hẹp lại thì tùy các em. Contrast là tương phản, thấy không? Ở những cái lần trước khi mà chúng ta tiếp cận generator thì anh Cường cũng đã giới thiệu cái phần ở trên và các em có thể tinh chỉnh được, hoặc là có thể coi lại cái phần bài cũ. Ở bên dưới này, hồi nãy á, chúng ta có một cái mục là texture, phải không? Anh cũng có nói là có khi người ta ghi là texture, có khi người ta ghi là tấm rung, rung ở đây này, rung ở đây, có khi người ta ghi là pattern, nè, rung này, đấy, kiểu như là người ta sẽ khai thác những cái đầu vào, những cái map đầu vào, input map của các em và để cho nó có những cái hoa văn và các thứ ở trên đó, thông tin ở trên đó, thì người ta sẽ đè những cái tấm rung lên đó, đè những cái tấm texture lên trên đây. Nhưng mà tạm thời chúng ta chưa quan tâm cái đó, chúng ta quan tâm tới cái này. Anh Cường sẽ kéo cái top down gradient, em kéo thử xem nó mang lại gì nhá. Kéo lại này, kéo này, em xem ở phần phía trên nó giảm bớt đi kìa. Anh đâu muốn ở trên đâu, anh muốn ở dưới mà. Giảm bớt đi, nhiều khi là kéo hết luôn chừng đó, giảm bớt đi, để hoặc là để lao ra nhẹ nhẹ tí lại được đấy. Rồi ok, tạm thời như thế đó. Muốn can thiệp nữa thì kéo nữa, hoặc là các em có thể sổ cái gradient này ra và em kéo cái răng này, kéo nó, kéo lên hoặc là kéo xuống tùy các bạn. Đó, dơ mạnh hay là nhẹ, nhiều hay là ít thì các em cũng có thể quản lý nó. Ở đây mình có thể can thiệp vào cái contrast nó tương phản nữa. Đó, nó có nhiều cái mục để chúng ta can chỉnh. Dơ như vậy được không? Có hơi dơ quá không? Dơ quá hay không thì từ từ đã, chúng ta có thể quay trở lại sau. Theo như anh ấy, các em trở ra đi, mình trở ra đi. Những cái map mà không xài tắt. Cái dơ này là cái dơ mới hay dơ cũ? Tại sao lại phải trả lời câu hỏi đó? Nó cũng sẽ liên quan tới cái việc mà chúng ta có tắt cái map metal này đi hay là không, có tắt cái channel này đi hay là không. Đã, nếu anh Cường tắt đi, các bạn quan sát những cái chỗ này nhé, quan sát những cái chỗ này tắt này đó, có nghĩa là gì? Nó mất đi hả ta? Thực ra nó vẫn còn đó, cái lớp này nó vẫn hiển thị, nó vẫn ám ở đây, chẳng qua là cái kênh metallic á nó mất đi rồi, mình tắt nó đi rồi mà. Và nó sẽ lấy cái ở bên dưới, mà cái ở bên dưới, cái chất liệu ở bên dưới là metal này, inox này, thì nó sẽ lấy. Đó. Bởi anh mới nói cái lớp dơ này theo các em là mới hay cũ,
nếu nó mới hình thành thì phải bật nó lên chứ, nó sẽ vẫn là phi kim chứ, đúng không? Còn nếu mà nó lâu ngày là kiểu nó ám ố lâu ngày, giống như lúc trước chúng ta làm cái lớp dơ ở trên phần thân xe thì vậy, nếu nó ám ố lâu ngày thì có thể là nó sẽ gần như là nó sẽ lấy cái thông tin của cái chất liệu của cái bên dưới, của cái bộ phận bên dưới, của cái chất liệu bên dưới. Thế thì theo như các em ấy, cái lớp dơ này này, nó là mới hay cũ? Khả năng rất cao nó là mới, đúng không? Nó là mới chứ, mới hình thành chứ, trong quá trình sử dụng người ta còn cọ rửa nó đi, cái này là kiểu như là mới đi đâu về đó, và đi chơi xa về đó, đi Đà Lạt hay cái gì đó, đi đâu về đó thì nó sẽ có cái lớp dơ, thường nó sẽ có cái lớp dơ nó hắt từ dưới hắt lên như thế này, cho nên chúng ta sẽ bật cái thằng metal này lên. Đấy, ok ha. Hoặc đâu đó một số những cái trường hợp ngoại lệ thì người ta có thể can thiệp vào cái metallic, nó có thể là không phải là tuyệt đối màu đen hoặc là màu trắng, mà nó có thể ở cái giá trị là 50-50, vừa vừa thôi, hoặc là sẽ dành cho những cái chất liệu kiểu như chất liệu tổng hợp mà nó có cái yếu tố kim loại, hoặc là dành cho những cái dự án mà nó có cái hơi hướng sci-fi chẳng hạn, thì có thể là ở trong những cái dự án đó người ta cái thằng metallic này người ta sẽ để cái giá trị trung gian đâu đâu ở giữa. Còn như bình thường, nếu mà các em làm real như bình thường á, thì em chỉ cần xác định đơn giản thôi, nếu nó là phi kim nó màu đen, nếu nó là kim loại nó màu trắng, vậy là ok ha. Rồi thế thì trong trường hợp này thôi, tạm thời anh Cường sẽ để nó là không đi đã, sau này nếu cần phải tinh chỉnh nó ở những cái lớp kiểu như là cần phải có cái sự tinh tế sau này thì chúng ta sẽ can thiệp nó sau. Rồi còn nói về màu sắc thì anh Cường sẽ sử dụng cái chế độ hòa trộn để nó có cái hiển thị kiểu như là nó có mix với lại cái phần ở bên dưới á. Thử đi đã nhé, thử đi. Anh xài soft light, cái này dơ này thì anh chọn cái màu dơ. Ví dụ như thế này được không ta? Như vậy thì có vẻ không hợp lý lắm, tức là cái dơ ở trên hiển thị ở trên này khác và cái dơ hiển thị ở trên này nó cũng khác, có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại với normal. Dơ như thế này sẽ hợp lý hơn, cái này khỏi cần hòa trộn, đúng không? Thế thì cái môi trường khi mà nó vận hành á, nó tồn tại ở trong đó. Nếu như cái dơ này thì nó cho chúng ta thấy cái dơ này nó kiểu hơi có cái dấu ấn, hơi kiểu phủn đất một chút xíu, chắc có lẽ là cho sáng sáng hơn chút ha, sáng hơn xí. Đấy, rồi, ok. Tiếp theo là cái độ bóng độ nhám của nó, thường thì anh sẽ cho nó nhám nhám một chút. Thì theo như anh á, cái lớp dơ này á, nó nhám hay nó bóng nó còn phụ thuộc vào cái môi trường này nữa. Nếu như cái lớp dơ này mà các em làm theo kiểu là lớp dơ bùn đất nó bắn lên chẳng hạn, mà đặc biệt là bùn đất mới á, thì nó thường thường là nó sẽ có nước ở trong đó, cho nên nó sẽ bóng bóng. Còn nếu như bùn đất mà nó khô thì tất nhiên là nó sẽ nhám rồi, hay lớp dơ khô thì nó cũng sẽ nhám. Cho nên thông thường cái này thì anh nghĩ là nó không phải là mới hình thành đâu, nó cũng tương đối, đúng không? Giống như kiểu là em mới đi phượt về, mới đi đâu về để một lúc thì nó sẽ khô, cho nên chúng ta sẽ cho nó nhám nhám. Và cũng không nên làm cho nó nhám quá, không nên là có một cái lời khuyên là không nên nói về cái độ bóng độ nhám này, thì cũng không, với những cái lớp thông tin kiểu như vậy các em không nên làm cho nó nhám tuyệt đối hay là bóng tuyệt đối, không nên nhé. Rồi ok, tạm thời là như thế. Đấy, rồi zoom bự nó lên xem sao. Anh nghĩ không tệ, và nhiệm vụ của anh em mình ngày hôm nay chắc có lẽ là cũng sẽ chốt ở đây thôi, là ok rồi đó. Còn các bạn nếu mà phụ thuộc vào cái dự án của các em, nếu mà nó có nhu cầu thêm, các em cứ tìm hiểu ở trong Smart Maps nó có nhiều những cái lớp thông tin khác nữa, ví dụ như hồi nãy chúng ta có đề cập tới lớp rong rêu, hay là thậm chí là có reset ở trong đó nữa, thì nếu mà dự án của các em có những cái lớp đó thì em lợi. Còn đối với cái xe này thôi, anh nghĩ vậy cũng đã được rồi, ok rồi đó. Rồi chọn nhiệm vụ, bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào số sau.